Chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny Super Car Vlog. Hôm nay Johnny sẽ cùng các bạn đi chiêm ngưỡng chiếc Kia Carnival đời 2021 tại thị trường Việt Nam vừa ra mắt các bạn nhé. Đây là phiên bản V6 3.5 lít máy xăng Signature có giá bán cao nhất là 1 tỷ 840 triệu đồng. Phiên bản thấp nhất có giá bán 1 tỷ 199 triệu đồng dùng máy dầu 2.2 lít các bạn nhé. Đây là chiếc Kia Carnival hoàn toàn mới thị trường Việt Nam, một thế hệ mới của Kia Seona và đổi tên. Và cũng có cái thiết kế hoàn toàn mới cùng với giá bán mới tăng khá là nhiều so với Seona đời cũ. Nếu bạn thấy ở đây là phần đầu của chiếc Kia Carnival với thiết kế mới hoàn toàn luôn, từ lưới tản nhiệt cản trước cho đến đèn pha và đèn định vị. Các bạn nhìn cụm đèn pha này. Đây là một cụm hai bóng led, bên trong này còn một cụm hai bóng led nữa và giải đèn led định vị. Các bạn thấy thiết kế rất ấn tượng luôn. Và cụm đèn pha này thiết kế liền khối với cái cụm lưới tản nhiệt của mới này các bạn nhé. Những cái chi tiết màu kim loại ở bên trong sáng và nó đan xen nhau nhìn rất ấn tượng luôn. Có camera trước trong hệ thống camera 360 độ các bạn nhỉ. Hơi tiếc là Kia Carnival được giới thiệu tại trường Việt Nam thì vẫn dùng logo cũ, chưa phải là logo Kia mới các bạn nhé. Cản trước cũng được làm mới với các hốc hút gió cỡ lớn, đèn gầm khá thấp, đèn gầm sử dụng công nghệ LED ở đây và đặt khá thấp các bạn nhé. Phía dưới nắp capo là khối động cơ V6 3.5 lít. Giá bán của chiếc này là 1 tỷ 839 triệu đồng. Đó, 1 tỷ 839 triệu đồng. Đây là bộ mâm mới, bộ mâm thiết kế mới trên Kia Carnival. Họ nhìn khá là đẹp các bạn. Kích thước 19 inch, lốp 235/55 trên cái phiên bản này các bạn nhé. Đĩa phanh cũng khá là to, đĩa phanh bên trong khá là to. Lốp là lốp Michelin luôn. Đó, gương chiếu hậu sơn hai màu, tích hợp giải đèn led báo rẽ và có camera hai bên trong hệ thống camera 360 độ nhé. Thiết kế như một chiếc BMW luôn. Và khoang cabin với thiết kế mới và đây là phiên bản cao cấp nhất, thế nên nhìn nó cũng ấn tượng nhất các bạn nhé. Ghế ngồi này được bọc da cao cấp hai màu. Chiếc này thì cũng có đục lỗ thông hơi, có thông hơi và có sưởi trên bản cao cấp. Em chỉ hai ghế trên đó nhá. Tại đây thì đây cái thành cửa này cũng được thiết kế rất đẹp luôn các bạn nhé. Nhìn cái chi tiết hoa văn 3D này và ghế lái nhớ hai vị trí này. Cái màng loa phía dưới cũng được thiết kế rất đẹp, đây là loa Bose trên phiên bản cao cấp. Đây là không gian khoang cabin các bạn này, với ghế lái chỉnh điện nhớ hai vị trí, thiết kế cũng khá là thể thao với cái thành ghế nhô cao này, giữa có đục lỗ và có sưởi các bạn nhé, thông hơi và sưởi này. Đây là cái khoang cabin của chiếc Kia Carnival phiên bản cao cấp nhất, vô lăng tròn 3 chấu, có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng, tích hợp các cái phím bấm chức năng này, có set cruise control nhé, adaptive cruise control luôn các bạn nhé, có cảnh báo lệch làn và giữ làn đường này. Và phía sau là một cái màn hình điện tử các bạn nhé, hiển thị điện tử này, kích thước có lẽ to khoảng 12.3 inch, giống như những chiếc Mac luôn. Và nó có thiết kế hai cụm màn hình đặt liền khối nhau, đây các bạn thể quan sát này, hai cái màn hình 12.3 inch giải trí và hiển thị phía sau vô lăng đều 12.3 inch và đặt liền nhau. Nó hơi gấp khúc ở vị trí này một chút này. Power volume này, nút khởi động start stop engine ở đây. Đây home đây các bạn nhé, về home này. Chúng ta sẽ có đây kết nối với điện thoại này, Apple CarPlay này, Android Auto, một chữ kích phương tiện, bản đồ, ghi nhớ giọng nói, điều khiển khí hậu phía sau, cài đặt, có cài đặt xe, điều hướng, kết nối điện thoại, âm thanh, nâng cao, chung hiển thị và cài đặt xe này. Có sưởi ấm và thông gió này, điều hòa này, cài đặt được khá là nhiều thứ, điều hướng này. Các bạn có thể vào rất nhiều. Và cái màn hình này thì sử dụng tiếng Việt các bạn nhé, sử dụng tiếng Việt để điều khiển, thế nên các bạn sẽ rất dễ để sử dụng thôi. Dưới này chúng ta có hệ thống điều hòa hai vùng độc lập các bạn nhé, có thể lấy điều chỉnh lấy gió trong lấy gió ngoài này, nhiệt độ này, lượng gió này, các bạn sẽ điều chỉnh ở đây. Và cửa gió điều hòa nó được làm, các bạn nhìn này, đó nó chạy đặt dọc ở đây luôn nhá, đó xuyên suốt cái bảng táp lô này luôn là cái cửa gió điều hòa ở đây. Và chất liệu nhôm trang trí hoa văn 3D khá là ấn tượng ở đây. Phía trên này thì chúng ta có màng loa, chiếc này thì được trang bị loa Bose các bạn nhé. Có cửa sổ trời, hai khoang dành cho khoang lái và khoang sau này. Và từ vị trí này thì chúng ta có thể quan sát được hai chiếc ghế độc lập ở phía sau, hàng ghế thứ hai.
với đệm bắp đùi này, bậc lên xuống cố định hai bên, còn hai bên chúng ta sẽ có bệ thì tay cơ động. Đó, phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái núm xoay chuyển chống đầu lái thiết kế rất đẹp luôn. Nó khá giống với chiếc Genesis GV80 mà mình từng quay cho các bạn rồi. Đây có PRND, phanh tay điện tử auto hold, nút drive mode này, khay để cốc này, đế sạc điện thoại không dây này, ba cổng sạc USB ở đây, không có sổ sạc Type-C. Đây là chìa khóa của Kia Carnivan. Ở cái khay này thì có lẽ chúng ta cất được. Và phía dưới này thì chúng ta cũng có một cái loạt camera 360 độ, chúng ta sẽ kích hoạt ở đây. Đây là camera 360 độ của chiếc Kia Carnivan. Chúng ta sẽ điều chỉnh được rất nhiều cái góc cam ở đây. Đó. Và nó cũng có một cái góc cam nhìn từ trên xuống và các bạn sẽ quan sát được xung quanh có những cái vật cản nào không. Cam trước, cam sau các bạn sẽ đổi ở đây. Đó, cam trước, cam sau hoặc cam hai bên. Đó là camera 360 độ. Chúng ta cũng có sấy sưởi vô lăng, tắt bật cái cảm biến xung quanh xe. Đây là cái thông hơi và sưởi ghế này, hai bên luôn đều có các bạn nhé. Có một cái ngăn để đồ nhỏ dưới này và dưới cái bệ tay là một cái khay để đồ khá là lớn. Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ xuống cái không gian khoang cabin, khoang thứ hai dành cho ông chủ xem có cái gì đặc biệt các bạn nhé. Đây là cửa các bạn sẽ giật ra và nó sẽ trượt xuống. Đó là cái đặc trưng của Serona từ trước rồi. Và các Carnivan giống thế. Ở đây chúng ta có thể điều chỉnh cơ cái ghế này, có thể chỉ gập xuống và ngả ra sau. Tuy nhiên cũng có hệ thống chỉnh điện các bạn nhé. Ghế ngồi thiết kế rất to bản luôn. Có đệm bắp đùi ở đây. Vị trí này thì chúng ta có hai khay để cốc và một cổng sạc 12V dạng tẩu thuốc. Ghế thì chúng ta có thể chỉnh điện ở bên dưới này, đặt hơi thấp ở dưới này, nếu mà đặt bên kia thì các bạn điều chỉnh dễ hơn. Tuy nhiên chúng ta sẽ có những khá là nhiều cái điều chỉnh ở đây các bạn này. Đó, ngả lên và xuống với ghế ngồi các bạn sẽ điều chỉnh ở phía dưới này. Đó, ngả ra thì mình ngả hết cỡ xem nó sâu hay không nhé. Đó, ngả khá là sâu các bạn này. Đó, các bạn sẽ ngả ra rất sâu luôn đấy. Và chỉnh lên xuống và ô, các bạn có thể cho nó ngửa ra, chiếc ghế nó có thể ngửa ra này. Wow, đây các bạn thể quan sát này. Nó ngả như vừa nãy rồi. Các bạn có thể nâng cái ghế này lên để nó gấp khúc lại, nhìn rất là thú vị luôn. Đó, cái phần này nó được làm cao hơn và phần này được ngả xuống thì các bạn sẽ có một chiếc ghế massage nằm ngửa như thế này. Khá là thú vị. Không gian hàng ghế thứ ba thì sẽ có ba vị trí ngồi rộng rãi như thế này với bệ với tựa đầu cả ba vị trí các bạn nhé. Có khay để cốc này, cổng sạc dạng USB. Đó, khá là rộng. Đây các bạn nhìn thấy không gian dành cho hàng ghế thứ ba khá là rộng khi hàng ghế thứ hai đã sử dụng thoải mái rồi. Với Serona thì là một mẫu xe gia đình rồi, còn Kia Carnivan thì Kia định vị nó là một chiếc SUV đa dụng dành cho gia đình các bạn nhé. Đó, cái không gian này các bạn này ngồi cực kỳ thích luôn. Toàn bộ không gian khoang cabin thiết kế